Và bây giờ thì mình đang có mặt tại Thẩm Quyến. Bây giờ thì mình đang ở sân bay quốc tế Giang Bắc ở thành phố Trùng Khánh. Mọi người biết hả? Sân bay đây nó rộng kinh khủng, mình chạy gần chết. Mới nó bị lạc, trời ơi, mình đi vô hả Terminal 2. Chạy gần chết, đi qua đây 3-4 cây số gì đó. Phải đi tàu điện rất là xa. Xém xíu nữa là chở chuyến bay rồi. Đây là đoàn tiếp viên hàng không của mình đây.女士们、先生们，晚上好。我们的飞机预计将于30分钟后度过一段美好时光。下次旅途，我们再会。Kính thưa quý khách, chỉ còn ít phút nữa là máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bảo An. Kính mong quý khách ổn định vị trí và thắt dây an toàn. Cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không Thẩm Quyến, thành viên của Star Alliance. Rất mong được gặp lại quý khách trong những chuyến bay tới. Chào mừng quý khách đã tới với thành phố Thẩm Quyến. Mình vừa tới sân bay Bảo An, nằm ở cái quận này là quận Bảo An, cách trung tâm là 35 cây số. Nếu các bạn mà muốn đi thẳng qua Macau hay là Hương Cảng thì ở đây có phà luôn nha. Mọi người thấy cái sân bay này có đẹp không? Mình thì bay nội địa từ Trùng Khánh đi qua Thâm Quyến. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan thành phố này, rồi mình sẽ thử đi đường bộ đi qua Hồng Kông xem sao hen. Mọi người có thích cái cảm giác mà kéo hành lý đi ra sân bay không? Kiểu như mình sắp được bay tới một cái thành phố mới gì đó. Nhất là được đi nước ngoài còn phấn khích hơn nữa. Xin chào các du khách, hoan nghênh đến với Trọng Sinh Chi Thành, Thiết Kế Chi Đô, Shen Zhen. Và người ta cũng nói rằng để biết được Trung Quốc có lịch sử ngàn năm thì hãy đến Bắc Kinh, và Tây An có nền lịch sử hàng trăm năm thì hãy đến Thượng Hải, và biết được sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc chục năm qua thì hãy đến với Thẩm Quyến. Và khi mình đến tới Thẩm Quyến ở đây thì quả thật đây là một thành phố rất là đẹp. Những bạn đam mê công nghệ sẽ chọn thành phố này và cảm thấy sẽ rất là thích thú khi đi du lịch đến Thẩm Quyến. Bây giờ thì mình sẽ đi đến Vịnh Thẩm Quyến ha. Phía trước đó là thành phố mới đó. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi du lịch bằng Flycam ha, để có thể có được cái nhìn bao quát của thành phố Thẩm Quyến. Thành phố này thì rất là lớn nên cũng có nhiều điểm tham quan lắm đó. Đây là Vịnh Thẩm Quyến. Ở bên kia đó là Hồng Kông. Từ Vịnh Thẩm Quyến thì có thể nhìn thấy Hồng Kông ở đằng xa. Đây các bạn có thể thấy là cây cầu này nối giữa Đại Lục và Hồng Kông bằng một cây cầu. Từ Vịnh Thâm Quyến bạn có thể nhìn thấy Hồng Kông, nhưng mà từ Hồng Kông thì khách du lịch chưa hẳn đã có thể nhìn thấy Thâm Quyến, vì ở bên kia Hồng Kông không phải là điểm du lịch mà nhà dân cũng rất là thưa thớt. Đây chính là cây cầu nối giữa Hồng Kông và Đại Lục. Cầu này dài 5 cây số, đa phần là dùng để vận chuyển hàng hóa vì chính phủ Hồng Kông phải thuê cảng tàu ở Thâm Quyến. Một số công dân quốc gia Đông Nam Á như là Thái, Philippines, Indo, Malay, Brunei, Singapore đều có thể dễ dàng vượt qua cây cầu này để sang Hồng Kông mà không cần phải chứng thực visa. Rất tiếc là người Việt mình chưa có trong danh sách để có thể được miễn visa và vượt qua cây cầu này dễ dàng được. Ngay cả người dân Đại Lục cũng cần phải xin visa Hồng Kông. Trừ công dân của 50 thành phố lớn Đại Lục thì chỉ cần giấy xác nhận địa phương là có thể vượt qua cây cầu này đi sang Hồng Kông để đi chơi. Và nếu bạn là người Việt Nam và có luôn visa của Đại Lục và Hồng Kông thì bạn có thể dễ dàng vượt qua cây cầu này, vì hiện nay đã có xe buýt du lịch cho khách tham quan.
Thâm Quyến nằm ở cuối hạ nguồn của sông Châu Giang, nằm ở khu vực gọi là Vịnh Lớn, gồm có thành phố nổi tiếng như là Macau nè, Chu Hải, Phật Sơn và Hương Cảng. Trong đó thì Thâm Quyến là đặc khu kinh tế đầu tàu và là đại ca của cả vùng luôn. Nên trong tương lai thì Vịnh Thâm Quyến này sẽ còn phát triển hiện đại và khang trang hơn rất nhiều. Đặc biệt thì Vịnh Thâm Quyến còn là khu bảo tồn thiên nhiên nước lợ, nên ở đây có thể nói là có hệ sinh thái rất là tốt, không khí trong lành, nên chim cò tới đây sống rất là đông. Mình cũng rất là hiếm thấy cái thành phố nào mà lại có thiên nhiên tốt như là ở đây, chim cò quá trời luôn. Khi mà nước rút thì cò nè, hải âu, vịt trời tới đây để kiếm ăn thành đàn rất là đông. Mà nếu mọi người có tới Thâm Quyến để đi du lịch thì nhớ tới Vịnh Thâm Quyến nha. Ở đây thì có thể đi dạo hóng mát rất là thích. Đi dọc theo Vịnh Thâm Quyến lên một chút xíu nữa là mọi người sẽ đến công viên Tài Năng. Ở đây là một cái khu mới của Thâm Quyến với công viên rất là rộng, cây cỏ xanh tươi phủ mát cả con mắt. Nó nằm ở cạnh vịnh biển nên không khí rất là thoáng đãng. Và khi mình tới Thâm Quyến thì ở đây cũng vừa mới chào mừng 40 năm kỷ niệm thành lập đặc khu kinh tế đó. Kinh tế của Thâm Quyến thì đứng thứ 3 ở đại lục chỉ sau Bắc Kinh và Thượng Hải. Và theo báo cáo thì dù đây chỉ là một thành phố nhưng mà tổng sản lượng kinh tế đã hơn hẳn một vài quốc gia như là Việt Nam, Bồ Đào Nha hay là Băng Đảo. Thu nhập bình quân đầu người ở đây là 10.000 đô một năm, tức là khoảng 230 triệu cho dân số là 15 triệu người. So với người dân Sài Gòn là khoảng 80 triệu một năm cho dân số là 9 triệu người. Cách đây 40 năm thì ở đây hoàn toàn trống vắng, không có một ai cả, toàn là đất không nhà trống, nhưng mà bây giờ đã là một thành phố đã rực rỡ phát triển như thế này rồi. Gần đó còn có một cái trung tâm thể thao đa chức năng được thiết kế rất là đẹp, có tên là Nhộng Xuân. Đây là nơi tổ chức thi đấu Robo Master hàng năm ở Thâm Quyến này, sức chứa ở đây là khoảng 15.000 người. Đây được coi như là một công trình bước ngoặt của Thâm Quyến. Tổng diện tích xây dựng của nó là khoảng 250.000 m². Trong này thì bao gồm sân vận động, nhà thi đấu và bể bơi, được đặt dưới một cái kết cấu thép dạng lưới khổng lồ màu trắng rất là đẹp. Thiết kế và tên gọi Cán Xuân có ý nghĩa thì đây là nơi mà các vận động viên sẽ bứt phá, chui ra khỏi cán để thành bướm và lao ra ngoài thế giới, thể hiện một sức sống mới. Và nếu có đi tham quan Vịnh Thâm Quyến rồi thì mọi người cũng đừng quên ghé qua SeaWorld công viên Hải Dương nha. Ở đây có nhạc nước được biểu diễn vào khoảng 7 giờ tối mỗi ngày. Tại đây thì mọi người sẽ thấy một cái con tàu rất là lớn, đó là khách sạn có tên là Minh Hoa. Con tàu này thì có tuổi đời khoảng 60 năm rồi đó, được đóng tại Pháp và sau đó thì được bán lại cho Trung Quốc, dùng làm du thuyền để đi Úc và Nhật trước những năm 80. Con tàu này thì từng được cử sang Việt Nam để có thể sơ tán người Hoa tị nạn vào tháng 6 năm 1978 nhưng mà bất thành vì không thỏa thuận được vị trí và thời gian cập bến. Sau năm 83 thì tàu nằm ở đây trở thành điểm tham quan cho khách du lịch. Ban đêm mới là thời điểm đẹp nhất của Vịnh Thâm Quyến. Bạn phải dành cả ngày ở cái quận này là quận Nam Sơn thì mới đi hết nổi nha. Ở đây thì có rất là nhiều khu vui chơi giải trí cho các bạn. Nói về diện tích thì Thâm Quyến rộng ngang ngửa với Sài Gòn, nhưng mà ở đây chỉ có 8 quận mà thôi. Về trình độ quy hoạch thì thành phố thuộc diện đỉnh cao và có cơ sở hạ tầng thuộc danh sách các thành phố có nhiều tòa cao ốc nhất trên thế giới. Chỉ tính riêng cái quận Phúc Điền này thôi đã thấy rực rỡ thế này rồi. Ban đêm thì đô thị nằm kế vịnh biển, lại có nhiều cây xanh nên trời rất là mát. Giống như là Thâm Quyến đang cố tỏa sáng để thể hiện sức nặng của mình so với Hương Cảng ở bên kia vậy. Ban đêm thì các tòa nhà và sân vận động đều lên đèn đến hoa cả mắt.
Đêm hôm đó, dù không được ở trong những khách sạn hạng sang, trong những tòa nhà cao tầng kia, nhưng mà cảm giác của mình cứ miên man, lăng lăng như là được du hành vào thành phố của tương lai trong các phim viễn tưởng vậy. Bỗng dưng một mong muốn tràn ngập luôn, ước gì mà thôi. Chúc một đêm ngon lành nhé, sáng mai chúng ta sẽ lại đi tham quan tiếp. Sáng nay thì chúng ta sẽ đi tham quan những cái quận khác của Thâm Quyến. Thì từ Nam Sơn mình sẽ đi tới quận La Hồ. Ở đây thì giáp với đất liền của Hồng Kông luôn. Ở đây thì mọi người sẽ thấy đó là sông Thâm Quyến chia cắt. Ở bên phải đó là thành phố Thâm Quyến, và bên trái đó chính là Hồng Kông. Ngày xưa thì La Hồ chính là trung tâm, nhưng mà bây giờ thì nó đã là một cái quận rất là cũ rồi. Việc cho thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến là để đối trọng với đặc khu Hồng Kông ở bên kia biên giới. Nhà Thanh đã phải xẻ đất dành cho đế quốc Anh sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất năm 1842, khiến cho Hương Cảng trở thành một quốc đảo mà hai chế độ. Đến năm 1997 thì mới trao trả lại cho đại lục, và Trung Quốc thì luôn muốn xóa bỏ cái rào cản biên giới này. Và từ đây mà để đi tới trung tâm của Hồng Kông, đó là Tiêm Sa Chủy hay là cảng Victoria, thì phải đi thêm 35 km nữa. Và đây chính là nơi kiểm soát xuất nhập cảnh cửa khẩu La Hồ. Đa số thì người ta sẽ đi bằng cảng này để có thể đi qua lại giữa Hương Cảng và Đại Lục. Trước năm 97 thì cửa khẩu La Hồ bị kiểm soát rất là nghiêm ngặt, như là từ nước này đi sang nước kia vậy đó. Việc Hương Cảng chuyển nhượng cho nước Anh được coi là vết nhơ cắt sâu vào chiếc áo long bào của triều đình nhà Thanh lúc đó. Bây giờ thì mọi chuyện đã có vẻ đang dần được ổn thỏa hơn rồi. Nó đây là cửa để đi qua Hồng Kông này nha. Đây là nơi để làm thủ tục xuất nhập cảnh đó. Chỗ này thì có bán đầy đủ những cái thứ mà mọi người để có thể đi qua Hồng Kông luôn, như là đổi tiền nè, mua sim điện thoại nè. Nhưng mà với người Việt Nam của mình thì phải lưu ý một việc, đó chính là dù là bạn có visa Hồng Kông đi nữa thì cũng không được phép nhập cảnh bằng đường bộ đâu nhé. Vì trong cái tờ visa được dán trên hộ chiếu, khi mà các bạn được cấp visa Hồng Kông thì họ có ghi rõ là chỉ được nhập cảnh bằng đường hàng không. Còn đối với những cái nước khác thì mình không biết làm sao. Bây giờ mà mình có visa Hồng Kông đi nữa thì cũng không qua được cửa ải trên lầu này đâu. Đây chính là quảng trường Hoa Cương Bắc ở Thâm Quyến. Ở đây thì bạn có thể tìm thấy tất cả các loại linh kiện cũng như là các thiết bị công nghệ. Thì như chúng ta biết thì hơn 90% các loại công nghệ và đặc biệt là các vi mạch điện tử đều bắt nguồn từ Thâm Quyến. Thì như các bạn biết đó là iPhone là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Một thương hiệu của Mỹ cũng đã chọn Thâm Quyến là nơi đặt cái nhà máy lắp ráp tại Thâm Quyến vì chi phí rẻ. Vì hầu hết tất cả những cái vi mạch và những cái thiết bị điện tử ở trong chiếc iPhone đều bắt nguồn từ Thâm Quyến. Chỗ này thì được gọi là Hoa Trang Phải, nghĩa là Hoa Cương Bắc. Và đây chính là thiên đường công nghệ và là chợ đồ điện tử lớn nhất trên thế giới. Nếu bạn biết tới Quảng Châu là thiên đường thời trang của quần áo, thì phải biết tới Thâm Quyến là bình địa của các mặt hàng đồ chơi điện tử. Chỗ này thì tất nhiên nếu bạn mua sỉ thì sẽ có giá hời hơn, còn mua lẻ thì cũng chẳng sao cả, giá cũng tốt lắm, rẻ hơn tới vài triệu đồng. Người ta nói nếu một chiếc điện thoại đi một vòng qua tay rất là nhiều người, khi mà tới Hoa Cương Bắc rồi thì nó có thể trở thành một chiếc điện thoại mới cáo luôn, và có thể khoác lên nó thương hiệu nào tùy thích. Và mọi người có thể thấy là ở đây có rất là nhiều những cái trung tâm thương mại như thế này, có tới 5-6 tầng đều là bán đồ công nghệ cả, và những cái công ty thành lập xung quanh cái khu vực này toàn là những cái ông lớn về công nghệ không đó. Vô đây nè. Giờ thì mình hãy thử đi vào bên trong một cái trung tâm để xem sao ha. Chỗ này thì bán đồ laptop rồi các máy tính sách tay rồi đó. Ở đây thì người ta cũng chia theo từng khu vực nha. Có nơi thì bán cái này, có nơi thì bán cái kia, và chỗ này thì bán những cái thiết bị về điện nè. Chợ ở đây thì rất là rộng, có khi mà đi cả buổi cũng không đi hết nữa đó, và phải xách theo một đống tiền thì mới mua sắm cho đã đời. Chỗ này thì bán những cái đồ tai nghe rồi những cái phụ kiện dành cho điện thoại á. Giờ thì mọi người đã biết là mua đồ công nghệ ở đâu rẻ rồi hang, cứ qua đây một lần rồi gom hàng thôi. Các thương lái khắp nơi trên thế giới đổ về đây để có thể được mua đồ công nghệ. Vì ở đây thì có rất là nhiều đồ chơi, từ những cái đồ chơi dành cho con nít, đồ sáng tạo cũng có luôn. Trời, nhìn dễ thương quá.
们这里不给拍照的。嗯，讲不讲了？不给拍照的。Đồ công nghệ ngành y tế cũng quá trời luôn. Có điều khám xong nói tiếng Hoa không không hiểu gì hết trơn. Là gì đây? Massage hồi chứ ngủ luôn. Trời, có nhạc nữa. Đã đó. Có nhạc im dẹo nữa nè. Đó chỉ là một góc của chợ thôi, còn rất là nhiều thứ được khám phá do mình không có thời gian. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài. À, và Thẩm Quyến cũng là ngôi nhà của ông hoàng công nghệ của Trung Quốc, Huawei, DJI, Tencent. Mình nhớ có lần mình tới thung lũng Silicon của Mỹ và rất là muốn đi tới trụ sở của Google và Facebook, nhưng mà vì quá xa nên mình không có đi, nên hôm nay mình sẽ đi bù lại những công ty của Trung Quốc. Đầu tiên là phải kể tới Huawei có đại bản doanh tại Phản Điền của Thẩm Quyến. Huawei có nghĩa là Hoa Vi, là tập đoàn viễn thông lớn nhất đại lục và là nhà sản xuất điện thoại thiết bị băng tần lớn nhất trên thế giới. Công ty thì từng là bá chủ trong lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh trước khi có lệnh trừng phạt của Mỹ vì vấn đề về chính trị và chiến tranh thương mại. Dù việc bán điện thoại chiếm khoảng 37% thị phần của công ty, nhưng mà Huawei còn sống nhờ vào việc cung cấp thiết bị và dịch vụ mạng là chính. Trong khi thế giới còn chật vật lên 5G thì đại lục đã sắp nâng cấp lên 6G rồi. Công ty này còn cho xây dựng cột mốc viễn thông không dây cao nhất trên thế giới trên đỉnh Everest. Ở đại lục thì các cửa hàng trải nghiệm sản phẩm của Huawei rất là đẹp nha, và được thiết kế rất là hiện đại, khang trang. Nói chung là nhìn rất là thích. Đây không phải là một vlog quảng cáo đâu, nên mọi người đừng có lầm tưởng hen, bởi vì tới Thâm Quyến rồi thì chủ đề chỉ có là về công nghệ và sự hiện đại của nó thôi. Mình thì trước giờ hay xài điện thoại của một hãng Hàn Quốc, nhưng mà sau đó thì chuyển qua sử dụng Huawei. Nói chung là mình cũng không có quen sử dụng hệ điều hành iOS nữa. Ở Việt Nam thì mình thấy các trung tâm trải nghiệm sản phẩm của Huawei cũng dần biến mất, và các cửa hàng bán đồ điện tử cũng ít sản phẩm của Huawei, nên sau này ai mà muốn mua điện thoại thông minh này thì chắc là phải đặt hàng từ nước ngoài rồi. Có lần thì điện thoại của mình bị rớt bởi màn hình tan tành luôn, và mình có dịp tới Thẩm Quyến thì cũng thử vào trải nghiệm xem sao. Mình đã nhờ họ thay màn hình, và rất là nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tiếng mình đi một vòng chơi quay trở lại thì chiếc điện thoại đã xong rồi, và giá chưa tới 2 triệu đồng nữa. Và dịch vụ ở đây mình thấy cũng rất là ổn. Bây giờ thì mình sẽ thuê một chiếc xe đạp để chạy trong vòng thành phố và sẽ đến một cái trụ sở của một công ty tiếp theo. Công ty này cũng rất là nổi tiếng, với nhiều người cũng hay biết. Ê, tới rồi nè. Làm tấm selfie kỷ niệm cái cài. Wow, cũng cao lớn dữ hen. Mọi người biết đây là công ty gì chưa? Ai mà mơ chơi điện tử thì chắc chắn sẽ biết công ty Tencent nè, một đế chế ở trên mạng luôn. Tencent là công ty sản xuất game lớn nhất thế giới, là công ty mẹ của WeChat, đối thủ của Alibaba. Tencent hiện là công ty có giá trị nhất ở châu Á. Ở đây thì bạn có thể thấy là tòa nhà Tencent rất là cao. Đại bản doanh của Tencent thì là tòa tháp đôi, cao 194m và có 41 tầng. Công ty này thì nằm ở giao lộ Bình Hải và Nam Hải. Hồi trước lúc còn đi làm thì mình luôn có ước mơ là được làm trong những cái tập đoàn đa quốc gia lớn như thế này. Nhưng mà ngẫm lại thì lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là giá trị của mình tạo ra trong công việc. Công ty mà thiết kế tòa nhà này cũng làm văn phòng cho Alibaba nè, Amazon, Google và Samsung. Chỗ này thì rất là gần với đại học Thâm Quyến kế bên luôn. WeChat, Weibo và TikTok là ba mạng xã hội lớn của Trung Quốc, đã bị cấm ở Ấn Độ và cũng xém bị cấm ở Mỹ dưới thời của ông Trump. Có bộ công nghệ cũng là một chiêu trò trong quan hệ ngoại giao đó. Bitdent là công ty mẹ của TikTok cũng sẽ mở trụ sở của mình tại Thâm Quyến trong tương lai. Ông chủ của Tencent có tên là Pony Ma, nghe rất là giống với Jack Ma của ông chủ Alibaba đúng không? Tencent thì hoạt động trong rất là nhiều lĩnh vực kinh doanh lắm nha. Mạng xã hội nè, giải trí nè và các công cụ internet nữa. Tencent còn có liên quan tới những game nổi tiếng như là Vương Giả Vinh Diệu nè, Bug Mobile hay là Liên Minh Huyền Thoại.
Tencent còn mua cổ phần của Tesla nè, Spotify, Universal Music, hay là Sony, và còn nhiều lắm. Tencent cũng rất là mạnh tay rót cổ đầu tư vào các trang thương mại điện tử, trong đó có một công ty của Singapore. Công ty này thì sở hữu rất là nhiều các ứng dụng có tiếng tại Việt Nam. Tencent còn là chủ sở hữu của công ty điện ảnh Tăng Lợi, và công ty này thì có rất là nhiều những bộ phim nổi tiếng như là Như Ý Truyện, Yêu Mưu Truyện hay là Ngộ Không Kỳ Truyện. Có thể thấy thì đây là một tập đoàn rất là khủng. Nếu đem Tencent mà đi cân với Google hay là Alibaba thì chưa chắc là ai hơn ai đâu hen. Sau lưng mình đó chính là cửa hàng DCI, cũng là một ông trùm công nghệ có trụ sở tại Thẩm Quyến. Và nếu như các bạn, chúng ta thường nghĩ DCI là một cái công ty của Mỹ, nhưng mà thực ra DCI là một công ty hoàn toàn được thành lập ở Trung Quốc, và chủ sáng lập là một người Trung Quốc. Đối với những ai đam mê công nghệ, khi mà nghĩ ngay đến thiết bị bay thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến DCI. Thật ra thì ở Trung Quốc có rất là nhiều công ty chế tạo các loại máy bay không người lái với các loại có gắn camera để cho các thước phim quay từ trên cao rất là đẹp, như là Xiaomi. Nhưng mà DJI thì vẫn được đánh giá cao nhất ở trên toàn thế giới. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cửa hàng DJI ở Thẩm Quyến để xem là bên trong họ bán những thiết bị gì nhé. Đây là những cái sản phẩm bài bán ở trong cửa hàng đại diện của DJI ở Thập Quyến nè. Mình thấy thì giá ở đây có nhỉnh hơn một chút so với Việt Nam. Ví dụ như con Mavic Pro ở bên này bán 28 triệu lúc mà mới ra, trong khi ở Việt Nam mình là giá khoảng 32-35 triệu. Ngoài sản xuất Flycam, DJI còn có gimbal Ronin nè, máy quay Osmo xịn sò. Mình cũng là fan của DJI nhưng chơi tốn kém quá, bay lại nhát tay mà còn sợ bị phạt nữa. Có lần thì mình từng bị cảnh sát Ý sờ gái khi mà bay Flycam ở đấu trường La Mã. Nói chung là mọi người phải hết sức cẩn thận, không những mất tiền mà còn bị dính tội. Mọi người xem giới công nghệ sử dụng Flycam đang tập trung ở đây nè. Và mọi người thấy không, cả 100 cái Flycam đang đợi để chúng được cất cánh lên. Hầu hết những chiếc Flycam này đều là của DJI cả, và chưa bao giờ mình thấy số lượng Flycam nhiều đến như vậy. Công nghệ này thì không biết là ở Việt Nam mình có chưa. Trình diễn drone tập thể thành đàn rất là ấn tượng. Người ta sẽ đồng bộ tất cả những cái máy bay vào một cái điều khiển chung, tạo thành một cái hệ thống và một màn trình diễn rất là thú vị. Cứ mỗi cuối tuần thì lại có biểu diễn cho khách coi đó. Màn trình diễn drone thế này thì được áp dụng trong buổi khai mạc Olympic vừa rồi ở Tokyo, nhưng mà cũng không xa lạ gì mấy với khán giả của đại lục. Hiện nay thì các công ty ở Trung Quốc chuyên đi biểu diễn thuê như là Damoda hay là Hirate có trụ sở tại Thẩm Quyến. Trong tương lai thì có thể Việt Nam cũng sẽ áp dụng những màn trình diễn thế này trong các sự kiện lớn. Giá thuê hả? Giá cho 500 con bay nửa tiếng thì tầm 3-5 tỷ đồng, giá hơi chát, tùy vào chất lượng của drone và yêu cầu ship hình gì nữa. Nếu mà có đến Thẩm Quyến thì nhớ ghé vào trung tâm để xem biểu diễn hang. Đây được xem như là một thung lũng silicon của Trung Quốc đó, cái nôi của rất nhiều những sản phẩm công nghệ không chỉ của Trung Quốc mà của cả thế giới nữa.
Mỗi người chúng ta sẽ có một cái cảm nhận khác nhau về ông lớn hàng xóm phương Bắc này. Tất nhiên thì hàng xóm thì cũng có người này người kia thôi. Người trong nhà ruột thịt đây mà còn xảy ra nhiều chuyện nữa, huống chi là người ở xóm đúng không? Còn với mình thì quả thực đại lục vẫn là một thế giới gì đó rất là khác so với những nơi mình đã đi qua và để lại dấu ấn nhất cho tới thời điểm hiện tại. Không ai có thể phủ nhận được trình độ phát triển của họ. Mình đang ở trung tâm của quận Phúc Điền. Đây là khu đẹp nhất và hiện đại nhất ở Thâm Quyến. Tại đây thì bạn có thể chiêm ngưỡng tòa nhà trung tâm hành chính Bình An, cao 600m. Đây là tòa nhà thuộc công ty bảo hiểm Bình An, là tòa nhà cao nhất của thành phố, cao thứ 2 ở Trung Quốc và cao thứ 4 trên thế giới. Bạn có thể mua vé để đi lên tham quan đài quan sát ở trên đỉnh nữa. Xung quanh này thì toàn là những công viên cây xanh tươi mát với nhiều tòa nhà văn phòng của chính phủ. Có rất nhiều những cái tòa văn phòng cao ốc gần đây, bao gồm của GTE, OneMark và OnePlus. Để đến được trung tâm thì bạn chỉ cần bắt tàu điện ngầm đến trạm Civic Center. Đến đây thì bạn sẽ có cảm giác giống như là đi lạc vào một khu rừng của một kỷ nguyên mới. Thì Thẩm Quyến là đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc, là một trong năm đặc khu kinh tế rất là quan trọng. Ở đây thì sẽ có những cái tòa nhà cao rất là chọc trời, trông rất là đẹp. Ở Thẩm Quyến thì người ta nói mỗi ngày sẽ mọc lên một tòa cao ốc và cứ 3 ngày sẽ mọc lên một đại lộ. Bây giờ thì đang là mùa hè nên nhiệt độ khá là nóng, chắc là tầm khoảng 38 tới 40 độ C, trời rất là oi bức. Mình cảm thấy rất là oi bức nên chính vì vậy mà cũng rất là lầm biếng để đi bộ, mà đi tàu điện ngầm vì ở dưới có máy lạnh, tất cả mọi người đều đi và ở dưới lòng đất. Mình không biết là sau này khi mà Sài Gòn hay là Hà Nội có tuyến metro rồi thì không biết người dân có sử dụng nhiều không, bởi vì bên mình có xe máy đi tiện hơn rất là nhiều, còn bên này thì người trẻ chỉ có thể sử dụng tàu điện ngầm mà thôi. Chút nữa thì sẽ có phần trình diễn ánh sáng, mình sẽ đợi xem, chắc chắn là sẽ rất là ngoạn mục và rất là đẹp. Bạn nhớ có mặt trước 7 giờ tối để có thể xem màn trình diễn ánh sáng rất là đặc biệt mỗi ngày tại khu trung tâm tài chính nha. Nhớ mang nước uống và thức ăn theo nữa. Nếu mà ai còn sức lực một chút hay là có thể chịu khó thì leo lên ngọn đồi có tên là Liên Hoa Sơn. Đây là một đài quan sát bao quát cả thành phố. Nói thiệt đây là vị trí đẹp nhất để có thể xem màn trình diễn ánh sáng đó, cao chừng có 100m à. Trên này thì còn có bức tượng của nguyên chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Buổi chiều tối thì người ta lên đây rất là đông. Tất cả các hoạt động tại trung tâm đều được kết nối với nhau bằng mạng không dây, từ đường xá, xe cộ, thiết bị để tạo thành một cái hệ thống đồng bộ cho dễ kiểm soát. Trong đó có khoảng 40 tòa nhà tại trung tâm được giao quyền thiết kế cho công ty có tên là LED Media Facade. Công ty này thì có trụ sở tại Thẩm Quyến và được giao rất nhiều công trình trang trí LED thành phố ở Đại Lục. Tại đây thì công ty đã sử dụng hệ thống đèn LED bao phủ là khoảng 800.000 pixel xung quanh Plus để tạo thành một màn ảnh rất là khổng lồ. Đây là một công trình trang trí rất là tốn kém bởi vì vừa phải lắp đặt mà còn phải bảo trì nữa đó.
Trời, buổi tối thì hả, người ta tập trung lại đây rất là đông, hầu như là cả thành phố Thẩm Quyến luôn hay sao, hay là khách du lịch đó, người ta đổ về đây để chuẩn bị xem một màn trình diễn ấn tượng. À, Phan Hô Kha đang bị bỏ công chân kinh sau khi nó đã dẫn đau tự cung vào cung thì không ai nhận nó làm thái giám, cho nên bắt buộc nó phải ra một phố bị chân kinh. Trời, cái máy dòm này hả, nó gì mà nó khổng lồ bự quá trời hả không? Nhớ đi tè trước khi màn trình diễn bắt đầu nha, để không thôi bỏ qua nửa chừng uổng luôn. Trời ơi, đẹp quá. Rỡ luôn. Thôi chờ đợi là hạnh phúc. Giờ thì công lao của tất cả mọi người chờ đợi đã sắp được đền bù rồi. Đúng 7 giờ tối, tất cả các tòa nhà ở trung tâm đều đồng loạt được bật đèn lên, ánh sáng LED rực rỡ trong sự trầm trồ của tất cả mọi người đang chờ đợi. Giờ thì show đã bắt đầu rồi. Giờ thì hãy cùng nhau đếm ngược nha. 4, 3, 2, 1. Sáng hôm sau thì mình đi ra nhà ga Thâm Quyến ở phía Bắc để lấy vé đi tới một cái địa điểm khác. Cảm giác thì vẫn còn rất là nhớ nhớ gì đó buổi trình diễn ánh sáng tối hôm qua. Thiệt là đã còn mắc gì đâu á. Lần đầu tiên trong đời được thấy một cái thành phố mà hoành tráng như vậy. Nhà ga này cũng thiệt là khổng lồ, là trạm tàu siêu tốc đó. Nhà ga này thì được xây năm 2007 và khánh thành năm 2011. Ở Trung Quốc thì có rất là nhiều điểm tham quan nên có khi thì mình cũng không thèm lên kế hoạch nữa, mà cứ thích đi đâu thì mua vé đi đó thôi. Biết đâu thì mình sẽ lên chuyến tàu cao nhất thế giới để đi lên Tây Tạng thì sao. Mỗi chuyến đi thì lại có một kỷ niệm gì đó khó quên. Không có trải nghiệm mới thì cũng có những người bạn mới làm quen ở trên mỗi chặng đường. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đi tham quan khắp thành phố Thâm Quyến. Hẹn gặp lại mọi người trên nóc nhà của thế giới và đất nước bí ẩn nhất hành tinh. À, ở mình có xài WeChat không? WeChat? Tôi à, WeChat. Yeah, WeChat.